Kamen Rider Build không có nghĩa đơn thuần là xây dựng, nó có nghĩa chính xác là kiến tạo, tạo ra những công thức hoàn toàn mới với tông màu chủ đạo từ Robert Chang, hai màu hoàn toàn đối lập, cổ xe tăng màu xanh dương, chú thỏ đáng yêu màu đỏ, đen xen với nhau tạo một cơ thể hết sức kỳ lạ của Build. Nó trái ngược hoàn toàn với Cole W, người mở đầu của thời đại Neo Heisei, là hai phần tách biệt nhau, Build hòa trộn lại với nhau một cách đầy tự nhiên. Form này hết sức đơn giản nhưng vẫn có những điểm đặc trưng. Đôi mắt của Cole Rider Build một bên là hình đầu thỏ, còn bên còn lại là hình phần trên của chiếc xe tăng, vẫn tạo nên gương mặt đặc trưng cũng như cặp xương của Kamen Rider. Lò xo đầy khả năng nhảy của Rabbit, phần bánh xích xe tăng ở phần chân tăng của Cole Rider Build. Tất cả những best mod của Build thường sẽ hoạt động riêng lẻ, chỉ trừ đòn finish là nó sẽ kết hợp lại với nhau, tận dụng sự dẻo dai của thỏ cũng như sự cứng cáp và sức phòng thủ tuyệt đối của xe tăng. Nhưng chỉ đáng tiếc là form này không tận dụng được những khẩu pháo hạng nặng của xe tăng. Việc này sẽ được bổ sung khi nãy nâng cấp lên super form của mình. Có một vũ khí đặc trưng là thanh gươm, nhưng với đầu là một mũi khoan, tạo những vòng xoáy xoay quanh thanh kiếm, tấn công cái hộp với sát thương cao hơn. Anh ấy cũng hơi đổi đầu vũ khí để chuyển hóa thành một khẩu súng giúp tấn công tầm xa. Vortex Finish, Build sẽ chạy lấy đà, nhảy thật mạnh để dầm xuống mặt đất, tạo nên một lỗ hổng khổng lồ bên dưới. Một phương trình vật lý đột nhiên xuất hiện, kẹp chặt lấy kẻ thù không cho chúng di chuyển. Từ mặt đất, anh nhảy lên và đa đòn Rider Kick bằng lực nhảy của Rabbit cũng như phần bánh xích từ Tank, cán nát kẻ thù làm những tên mắt xấu số phải hứng chịu đòn tấn công này.